Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái lô mai tại cơ sở của mình. Ngoài cây sưa đỏ, cây giáng hương, cây cẩm lai, cây đàn hương thì mình cũng xin cung cấp cho mọi người cây mai quấn rễ nha. Mai này thì mình sẽ lấy cao cho mọi người nha. Nó tầm cao cỡ này nè ha. Cầm 8 tấc nè ha. Đó. Và mình sẽ bán giá 10k cho mọi người luôn, 10.000 nha. Rẻ luôn, bán rẻ rề luôn mọi người ơi. Này quấn rễ thì quấn rễ nhiều cái lắm. Ví dụ như ở đây thì cây này nó mập mạp nữa không? Mập rất là mập luôn. Nè, quấn rễ rất là nhiều, nó lên rất là nhiều rễ nè. Này cũng không phải tới bí đâu, không phải tới bầu đâu mà. Đây nè, thấy không? Mọi người thấy không? Nè. Quấn rất là ngộ. Này phải nói là chung quấn tre quấn cái kiểu này ngộ hơn người ta mọi người. Đấy, nó cũng quấn rễ thường á, kiểu rễ thường nhưng mà nó có bầu bầu cũng tròn tròn lên nè, rất là đẹp luôn. Đó, cây nào cây rất là mập nha. Mọi người mua tầm 50 cây thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Mình sẽ bán giá mọi người là 10k thôi. Rẻ rề luôn, rẻ hơn những chỗ khác luôn. Đó. Đây là tại nhà nên là mình bán giá gì cho mọi người luôn. Cây rất là mập mạp nha. Sau này mọi người có thể chơi kiển đâu này, các kiểu vẫn được. Tháp vẫn được nha. Ừ. Đây. Đó, cây nào cái bụi chà bá luôn. Rễ hình thù rất là đẹp luôn nè, quay rễ coi nè. Đó. Đó. Cây bự bự không thấy không? Đấy. Rồi lên trên nữa, còn nữa, còn trên nữa. Cây này cao lắm mọi người, tía ông o dưỡng nó cao ghê lắm. Đấy. Đây trên này còn nữa nè. Nhiều lắm mọi người, số lượng bao nhiêu vẫn có nha. Mình còn vườn bên kia nữa. Mới trời mới mưa mọi người ơi. Đây nè. Ngoài lộ còn nữa kìa. Đây, cây cao lắm mọi người ơi. Thấy chưa? Cây này cao 8-9 tấc cả mét hết chàng. Đây, thấy không? Rễ là sắn tròn luôn nè. Đây, rễ sắn tròn luôn nè. Thấy không? Sắn lên luôn nè. Đó. Quấn thường nhưng mà nó ra kiểu rất là đẹp luôn. Đó. Mình sẽ bán cung cấp cho mọi người mấy cây đẹp nha. Đấy, cây thấp thấp thì mình để lại. Còn mấy cây cao mình sẽ lấy cho mọi người. Đấy. Rồi. Ngoài ra, giữa mình, cơ sở mình cũng có cung cấp cho mọi người cây cẩm lai luôn nè. Đây là cây cẩm lai nè. Rồi cây sưa đỏ nữa nha. Đấy. Rồi cây gõ nữa nè. Ở đây còn có mai nè. Ở đây nữa nè. Đây thì nó không có cao. Đây. Thấy không? Mọi người thấy đẹp chưa? Rồi ok mọi người ơi. Mọi người nào mua mai thì alo nha. Số điện thoại mình để trên phần tiêu đề và mô tả video. Đó, 50 cây trở lên thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người. Giá là 10.000 một cây nha. Rồi chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào tạm biệt mọi người.